Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung. Video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Canva để tạo một cái thumbnail để chèn vào bài viết trên YouTube. Nhưng mà như vậy, nếu khi mà bạn dùng Canva ấy, bạn sẽ chèn vào cái hình ảnh vào ấy, nó sẽ không được đẹp. Đây, chờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây, bạn nhìn thấy những cái thumbnail của mình ở phía dưới này là có chèn hình ảnh của mình vào mà không có nền phía sau, đúng không ạ? Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà bạn chỉ sử dụng cái phần mềm Canva không. Nếu mà Canva như thế này, bạn sẽ chèn hình ảnh ấy, thì nó sẽ vẫn là hình ảnh có nền. Mình ví dụ cái ảnh này đi, thì nó vẫn bị có nền phía dưới, như thế không được đẹp, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái kết hợp với phần mềm Canva và phần mềm Bitu nhé, để các bạn có thể tạo được cái thumbnail đẹp hơn. Thì bạn phải tải Bitu về máy. Sau khi tải về, bạn sẽ mở Bitu lên này. Mở Bitu. Đây, mới mở nó sẽ như thế này. Và bạn sẽ chọn vào biểu tượng cái phong bì của cái biểu tượng trái tim này. Vì là máy mình là chữ Trung Quốc thì có một số bạn chữ tiếng Anh ấy, thì bạn sẽ cứ chọn nhìn biểu tượng là bạn sẽ nhận ra được. Tiếng Anh thì đây là background, thì bạn sẽ chọn cái biểu tượng trên cùng này, màu hồng này. Sau đó bây giờ mình sẽ chọn một cảnh để mình tách nền nhé. Mình ví dụ đi, mình chọn một cái ảnh bất kỳ đi. Đấy, sau đó muốn tách nền thì bạn chọn một biểu tượng dấu cộng phía dưới. Bạn chọn lại đúng cái ảnh đó. Đấy, bắt đầu bạn chọn vào cái khung ảnh mà có cái đầu người này ở ngoài cùng bên trái ấy, bấm vào. Đấy, máy nó đang tiến hành tách đấy. Như vậy là đã tách được cái nền. Nếu mà bạn muốn chỉnh sửa thì bạn sẽ biểu tượng vào cái hình bàn tay, ngón tay này, hoặc là biểu tượng tẩy ở ngoài cùng nhé. Nếu mà ưng ý rồi thì bạn sẽ tích vào chữ V. Đây, như vậy là mình đã tách được rồi ạ. Lúc này bạn quay trở lại, bạn lại chọn vào cái biểu tượng background này. Bạn chọn cái hình mà bạn thumbnail bạn vừa tạo ở bên Canva ấy. Đây, của mình tạo hôm trước đây. Và lúc này bạn muốn chèn cái ảnh bã tách nền của mình vào ấy, mình sẽ chọn vào biểu tượng dấu cộng. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây, rất là nhiều hình nền mình đã tách rồi. Đây là cái mình vừa tách này. Mình giả sử mình bấm vào. Và bạn có thể chỉnh sửa, đặt vào vị trí thích hợp. Đấy. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong là sự kết hợp giữa phần mềm Canva và phần mềm Bitu để có thể làm một cái thumbnail chuyên nghiệp hơn khi chèn vào bài trên YouTube nhé. Thì chúc các bạn sẽ thành công với hai cái phần mềm này và sẽ tạo được những cái thumbnail rất là chuyên nghiệp và đẹp. Nếu mà bạn nào cần hỏi gì thì cứ liên hệ với mình nhé. Còn nếu các bạn cảm thấy video hay hữu ích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.